Và xin chào mọi người, mình là Tuấn Anh. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật, đó là mình sẽ thiết lập làm sao để khi mà cái điện thoại của mình vào một cái thời điểm nào đó nó sẽ tự động bật hoặc là tắt cái chế độ rung. Thì cái phần mềm mình sử dụng ngày hôm nay có tên là Tasker. Phần mềm này thì mình có một cái video hướng dẫn cách sử dụng cũng như là giới thiệu về cái nguyên lý hoạt động của nó rồi. Các bạn có thể nhấn vào cái đường link bên dưới mô tả video này để xem lại. Và mình khuyến khích là các bạn nên xem trước cái video đó trước khi mình xem video này, để các bạn có thể hiểu hơn cơ bản về cái phần mềm này trước đã, rồi hãng quay lại xem cái video này sau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mở cái ứng dụng lên. Đây là bên trong cái giao diện của ứng dụng, thì ở cái video trước mình cũng đã giới thiệu rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng phân tích lại cái bài toán mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay. Đó là mình sẽ tự động bật hoặc là tắt chế độ rung tại một cái thời điểm nào đó mà mình mong muốn. Vậy thì cái này nó ứng dụng vào thực tế như thế nào? Thì mình ví dụ vào cái ngày chủ nhật thì thường các bạn sẽ được nghỉ hoặc là các bạn sẽ ở nhà, không phải đi làm hoặc là không phải đi học. Vậy thì những cái buổi sáng chủ nhật thì các bạn thường là muốn ngủ nướng thêm một chút xíu. Và do đó trong cái khoảng thời gian buổi sáng này, các bạn không muốn bị làm phiền. Do đó thì các bạn có thể thiết lập cái chế độ rung này vào buổi sáng để không bị làm phiền. Rồi ok, thì đó là cái ví dụ trong thực tế. Nhưng mà cái ngày hôm nay thì lại là ngày thứ hai, và cái khoảng thời gian lại không phải là buổi sáng. Hiện tại cái khoảng thời gian mình đang làm video là vào buổi chiều, vào lúc 5 giờ chiều này. Vậy thì mình sẽ chọn cái khoảng thời gian này để mình làm cái ví dụ cho các bạn xem. Để sau khi mình làm xong thì mình cũng sẽ kiểm tra lại thử xem là cái tính năng này nó có hoạt động được hay không. Có nghĩa là sau khi làm xong thì mình sẽ test thử luôn. Do đó thì mình sẽ chọn cái khoảng thời gian này thay vì là chọn vào chủ nhật nhé. Rồi ok, và quay trở lại với bài toán của chúng ta. Thì phân tích một chút xíu thì mình sẽ có cái điều kiện đưa ra, đó là vào ngày thứ hai và vào khoảng 5 giờ chiều thì cái phần mềm của chúng ta sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là tự động bật cái chế độ rung lên. Ok, vậy thì cơ bản là các bạn đã nắm được cái bài toán ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại phần mềm và mình sẽ bắt đầu thao tác. Trước tiên thì các bạn sẽ nhấn vào dấu cộng ở phía dưới này để mình thêm cái điều kiện cho cái bài toán này. Nhấn vào đây. Tiếp theo, cái điều kiện của chúng ta đưa ra là vào ngày thứ hai. Vậy thì cái ngày thứ hai chúng ta sẽ chọn cái tính năng là ngày, là cái chữ day ở đây, các bạn sẽ chọn vào. Thì tại đây các bạn sẽ chuyển ở cái chỗ này sang chế độ xem là tuần, mình nhấn vào đây. Sau đó mình sẽ chọn là weekday. Ok, thì thứ hai sẽ là Monday, mình chọn vào cái này, thứ hai, Monday. Ok, các bạn có thể chọn nhiều thứ nhé. Thì ở đây mình sẽ làm ví dụ đối với thứ hai thôi. Các bạn chọn vào lát xanh như vậy là được. Sau đó các bạn sẽ thoát ra bên ngoài. Vậy là cái điều kiện đầu tiên là chọn cái ngày đã xong rồi. Và sau khi tạo điều kiện đầu tiên xong, nó bắt chúng ta phải tạo cái nhiệm vụ luôn. Mình sẽ nhấn vào cái phần New Start này để mình cài đặt cái nhiệm vụ đầu tiên. Ok, mình nhấn vào. Rồi mình sẽ đặt tên cho nhiệm vụ của mình, đó là bật chế độ rung. Mình sẽ đặt tên là bật rung. Ok, tiếp theo các bạn sẽ nhấn dấu tích này. Rồi và tiếp theo các bạn sẽ tiến hành thiết lập cái nội dung cho cái nhiệm vụ này. Mình sẽ bắt đầu nhấn vào dấu cộng này. Và cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ chọn đến cái tính năng rung. Thì tính năng đó sẽ nằm ở trong cái mục audio này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cái phần silent mode ở đây. Thì cái chế độ rung nó sẽ nằm ở trong này. Ok, tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào chữ off này. Và các bạn sẽ chọn vào cái ở bên dưới, đó là vibrate. Các bạn chọn vào. Thì cái này đó là cái tính năng rung. Ok, sau khi chọn xong các bạn sẽ thoát cái này ra, nhấn vào chỗ này. Vậy là chúng ta đã có một điều kiện, đó là vào thứ hai thì nó sẽ tự động bật tính năng rung lên. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình thêm cái điều kiện thứ hai, đó là vào khoảng thời gian là 5 giờ chiều thì nó sẽ tự động bật tính năng rung lên. Ở trên mới là một điều kiện thôi nhé. Bây giờ thì mình sẽ thêm một điều kiện nữa bằng cách là các bạn sẽ nhấn và giữ vào cái điều kiện đầu tiên. Đó, tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào chữ add này để mình thêm một cái điều kiện mới. Rồi ok, thì cái điều kiện thứ hai đó là cái khoảng thời gian là 5 giờ chiều. Cái điều kiện về thời gian thì các bạn sẽ chọn cái tính năng là time. Ở đây thì mình sẽ chọn là 5:39. Còn ở dưới này thì mình sẽ chọn là 5:40 đi. Đó, mình sẽ test trong vòng 1 phút thôi. Rồi ở đây là PM là buổi chiều. Ok, mình để nguyên mặc định của nó luôn. Sau khi xong thì mình sẽ nhấn thoát ra bên ngoài. Quay trở lại một chút, bây giờ cái vấn đề là sau khi cái nhiệm vụ này nó kết thúc, có nghĩa là cái điều kiện này nó kết thúc, thì nó có quay trở lại cái chế độ bình thường hay không? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải thêm một cái nhiệm vụ mới nữa cho nó.
đó là cái phần mềm này sẽ tự động phải quay về trạng thái bình thường sau khi cái điều kiện này nó kết thúc, có nghĩa là nó sẽ vượt ra cái khoảng thời gian này. Vậy thì bây giờ mình sẽ thêm một nhiệm vụ mới bằng cách là nhấn vào giữ vào đây. Và để thêm một cái nhiệm vụ khi mà cái điều kiện này kết thúc thì các bạn sẽ chọn vào là Add Exit Task, có nghĩa là thêm nhiệm vụ khi mà điều kiện kết thúc, các bạn chọn vào đây. Và các bạn sẽ nhấn vào New Tab để mình thêm một nhiệm vụ mới. Và ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là tắt rung nhé. Ok, sau khi đặt tên xong mình sẽ nhấn dấu tích. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái nội dung cho cái nhiệm vụ này. Mình sẽ chọn vào dấu cộng ở đây. Và tương tự mình cũng sẽ tìm đến cái chế độ rung, chọn vào Audio. Và sau đó mình sẽ chọn vào Silent Mode. Và tại đây các bạn để nguyên cái giá trị của nó là Off, có nghĩa là sẽ tắt cái chế độ rung đi. Hồi nãy là chúng ta chọn cái ở bên dưới, đó là chế độ rung. Còn bây giờ thì các bạn sẽ chọn cái ở trên, đó là tắt chế độ rung. Rồi sau khi xong thì các bạn sẽ nhấn Back ra. Và hình như theo mình thấy thì nãy giờ mình làm đã vượt quá cái khoảng thời gian mà mình thiết lập rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại thời gian. Mình sẽ nhấn vào đây để chỉnh sửa lại này, chọn vào. Rồi và mình sẽ đặt lại thời gian là khoảng 5 giờ 43 đi ha. Để tí nữa mình chỉnh sửa video rồi mình cắt ghép đi cho nó nhanh. Và cái khoảng thời gian kết thúc sẽ là 5 giờ 44 phút. Ok. Sau khi chọn xong thì mình sẽ nhấn back ra bên ngoài. Và lưu ý là để cho cái lệnh này nó hoạt động thì các bạn phải restart lại cái phần mềm bằng cách là nhấn vào giữ vào chỗ này. Đó, nó sáng lên như vậy. Sau đó các bạn nhấn vào giữ lại cho nó sáng lên là xong. Bây giờ thì mình sẽ thoát ra bên ngoài và mình sẽ đợi tới 5 giờ 43 để xem là nó có tự động bật chế độ rung lên hay không nhé. Rồi ok, như các bạn thấy là khi đến 5 giờ 43 ở đây thì nó đã hiện ra cái chế độ rung. Các bạn thấy này, nó đã chuyển sang cái chế độ rung một cách tự động rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đợi hết 5 giờ 44, có nghĩa là 5 giờ 44 phút 59 giây để xem là nó có tự động tắt cái chế độ rung này đi hay không nhé. Ok, thì như các bạn thấy này, khi nó chuyển sang 17 giờ 45, có nghĩa là hết 5 giờ 44 thì nó đã tự động tắt cái biểu tượng của chế độ rung đi rồi. Vậy là cái thiết lập của mình ngày hôm nay đã thành công. Và các bạn có thể ứng dụng cái thiết lập này vào những cái ví dụ thực tiễn của các bạn, cũng như là vào những cái nhu cầu thực tế của các bạn trong cuộc sống. Rồi vậy là ngày hôm nay thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thiết lập cái tính năng tự động bật hoặc là tắt chế độ rung trong một cái khoảng thời gian nào đó mà các bạn mong muốn. Rồi vậy là thông qua hai cái video hướng dẫn về phần mềm Tasker này thì mình hy vọng là các bạn đã hiểu hơn phần nào về cách sử dụng cũng như là cái tính năng hoạt động của phần mềm này. Trong cái video sắp tới thì mình sẽ làm về cái tính năng tự động bật hoặc là tắt GPS tại một cái thời điểm hoặc là tại một cái vị trí nào đó. Và cái đó thì mình nghĩ nó cũng sẽ rất là hữu ích đối với các bạn. Và cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.